khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 70: cái gốc này của tôi là do như thế này mà cắm xuống. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là truyền nhân của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Khi tôi học tập với ông, khi đó liên hữu của liên xã Đài Trung có 20 vạn người. Ông ở Đài Trung hoằng pháp 38 năm. Người nghe ông giảng kinh nói pháp, tôi khái lược ước tính có đến 50-60 vạn người. Mà người truyền pháp của ông chân thật chỉ có 3 người mà thôi, quyết không phải là lão sư bòn pháp. Tâm của lão sư thanh tịnh, bình đẳng, đại từ, đại bi. Vấn đề là bạn có chịu học hay không? Chính là đem thành kiến, phiền não, tập khí của chính mình hoàn toàn buông xuống. Lão sư dạy thế nào thì bạn làm theo như thế đó. Lão sư không cho phép làm thì chúng ta quyết định không được trái phạm. Loại người này là pháp khí. Loại người này có thể học được. Tôi lần đầu tiên đến Đài Trung gặp mặt lão sư ngài, nói rõ ý nguyện của chính mình. Mục đích của tôi là học giảng kinh nói pháp với ông. Lúc đó câu đầu tiên của lão sư liền nói: con muốn đến chỗ này của ta học tập, con phải đáp ứng 3 điều kiện này của ta. 3 cái điều kiện này con có thể tiếp nhận thì ta thâu nhận con, hoan nghênh con đến. Nếu không thể tiếp nhận được 3 điều kiện này thì con đi đến nơi khác cầu cao minh khác. Tôi hỏi: 3 điều kiện đó là gì? Điều kiện thứ nhất, con đã đến chỗ này của ta để học tập, nhất định phải nghe theo ta. Chỉ có thể nghe ông giảng kinh nói pháp. Ngoài ông ra, bất cứ một pháp sư đại đức nào giảng kinh nói pháp đều không cho phép nghe. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ ngày hôm nay, không luận con xem kinh sách hoặc giả con xem kinh sách gì, đều phải báo cáo với ta, phải được sự đồng ý của ta. Nếu ta không đồng ý thì không được xem. Điều kiện thứ ba, những thứ mà trước đây con đã học, ta đều không thừa nhận, thảy đều phế bỏ hết. Con đến nơi này của ta, tất cả đều phải học lại từ đầu. Ông nêu ra điều kiện rồi, tôi suy nghĩ 2-3 phút, tôi liền đồng ý. 3 điều kiện này mới nghe thì thấy rất là hà khắc. Dường như lão sư rất là chuyên chế, rất là ngạo nghễ, dưới mắt không người. Lúc đó tôi nghĩ, đã đến rồi thì nghe theo thôi, tất cả tùy theo giáo huấn của lão sư. Cứ như vậy, đại khái sau hơn 3 tháng, tôi liền cảm thấy cái phương pháp này của thầy có đạo lý. Vì sao vậy? Phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Nguyên nhân của phiền não nhẹ, vì thầy không cho phép bạn xem, không cho phép bạn nghe, chỉ nghe theo học một mình thầy, đi một con đường, không giống như lúc trước, quá nhiều đường đi, không tìm ra phương hướng. Hiện tại, thầy đều đoạn tuyệt, chỉ đi theo thầy, chỉ đi theo thầy, chỉ một con đường, tâm liền định lại. 3-4 tháng thì xem thấy có kết quả. Sau nửa năm thì thấy phương pháp của lão sư rất hay. Lúc đó thầy nói với tôi, dạy tôi 3 điều kiện này, bảo tôi phải nhất định tuân thủ 5 năm. Sau 5 năm, tôi sâu sắc cảm nhận được lợi ích. Tôi nói với lão sư, tôi gia hạn thêm 5 năm, tôi tuân thủ theo pháp của Ngài 10 năm, căn gốc của tôi như vậy mà cắm xuống. A-di-đà-phật.
Mi Đà Phật. Nam mô A 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 Di 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 Đà Mi